Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Hôm 20/9, diễn viên NG La Phương Trinh hội ngộ khán giả hâm mộ trong buổi ký tặng ảnh. Hai năm qua, NG La Phương Trinh gần như không tham gia các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên cô vẫn có lượng khán giả trung thành, họ luôn ủng hộ và chờ đợi sự trở lại của thần tượng trong lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc. Đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả, NG La Phương Trinh thường tổ chức những buổi họp fan ấm cúng để kết nối cùng các bạn trẻ. Người đẹp cho biết, chính tình cảm của khán giả đã giúp cô có thêm nghị lực và dành nhiều tâm huyết cũng như công sức cho những dự án mới. Trong buổi giao lưu, NG La Phương Trinh ký tặng ảnh và trao quà cho những khán giả may mắn ở phần bốc thăm trúng thưởng. Như thường lệ, NG La Phương Trinh luôn đầu tư một cách chỉn chu về trang phục và tạo hình. Cách trang điểm mới khiến hình ảnh của NG La Phương Trinh lạ lẫm so với các sự kiện trước đây. Váy xuyên thấu tông nu được nữ diễn viên chọn lựa để tôn vẻ đẹp hình thể và làn da trắng sáng. Phụ kiện tôn nét hiện đại và đúng chẻn như hoa thai ngọc trai, đồng hồ mạ vàng được NG La Phương Trinh sử dụng để hoàn thiện set đồ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.